chào các em học sinh khối 12. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, ở tiết học trước, các em đã được nghiên cứu về cấp độ quần thể, quần xã sinh vật. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau nghiên cứu ở cấp độ tổ chức cao hơn, đó là hệ sinh thái, sinh quyển, qua chương 3, hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Bài 42 và bài 43, hệ sinh thái và trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Bài học hôm nay gồm có các nội dung sau. Ở bài hệ sinh thái, chúng ta chỉ tìm hiểu hai nội dung, đó là khái niệm về hệ sinh thái và các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái. Ở bài 43, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái, chúng ta chỉ tìm hiểu phần 1, trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật. Ở phần này có các nội dung sau: chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng. Riêng mục Ba La Mã, các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất của bài 42 và mục Hai La Mã, tháp sinh thái của bài 43, thì theo công văn 1113 của Bộ Giáo dục Đào tạo, hai nội dung này khuyến khích các em tự đọc. Trước hết, chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất, khái niệm hệ sinh thái. Các em cùng quan sát sơ đồ mô tả tổ chức sống sao. Vậy, trong tổ chức sống này, có những thành phần cấu trúc nào? Quan sát trên sơ đồ chúng ta thấy, trong tổ chức sống này có hai thành phần cấu trúc, đó là quần xã sinh vật và sinh cảnh. Vậy trong tổ chức sống này có những mối quan hệ nào? Thứ nhất, đó là quan hệ giữa sinh vật với sinh vật. Thì trong mối quan hệ này gồm có quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài. Mối quan hệ khác loài chủ yếu ở đây là quan hệ về mặt dinh dưỡng. Ví dụ, hổ ăn thỏ, thỏ thì là ăn thực vật. Mối quan hệ thứ hai là quan hệ giữa quần xã sinh vật và sinh cảnh. Như các em đã biết, trong quá trình tồn tại, sinh trưởng và phát triển của sinh vật thì nó luôn luôn chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ các yếu tố của môi trường. Và ngược lại, quần xã sinh vật cũng tác động trở lại đối với môi trường. Cô lấy ví dụ, thực vật lấy nước, ánh sáng, CO2, các ion khoáng từ môi trường để tổng hợp nên chất hữu cơ. Trong quá trình quang hợp thì thực vật lại giải phóng ra oxy cho môi trường. Thực vật lại là thức ăn của động vật. Trong quá trình hô hấp thì thực vật và động vật đều lấy oxy từ môi trường và thải ra CO2, vân vân. Và khi những cái sinh vật này chết đi, cùng với những chất thải của chúng thì sẽ được các loài vi khuẩn nắm, phân giải tạo thành các chất vô cơ trả lại cho môi trường. Như vậy chúng ta thấy vật chất đi từ môi trường vào quần xã sinh vật, từ sinh vật này sang sinh vật khác và cuối cùng trở lại môi trường, đã tạo nên một cái chu trình sinh địa hóa. Và cũng nhờ vào mối quan hệ mật thiết giữa các thành phần trong tổ chức sống này mà giúp cho tổ chức sống này tồn tại một cách tương đối ổn định. Và người ta gọi đây là hệ sinh thái. Vậy hệ sinh thái là gì? Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trong đó, các sinh vật tác động qua lại với nhau và với các thành phần của sinh cảnh tạo nên chu trình sinh địa hóa. Nhờ đó, hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Vậy, chức năng của một tổ chức sống trong hệ sinh thái được thể hiện qua đặc trưng nào? Chức năng của một tổ chức sống trong hệ sinh thái được thể hiện qua đặc trưng, đó là sự trao đổi vật chất và năng lượng. Trong hệ sinh thái, sự trao đổi vật chất và năng lượng nó diễn ra trong nội bộ quần xã và giữa quần xã sinh vật với môi trường. Và nó được thể hiện qua hai quá trình, đó là đồng hóa và dị hóa. Như các em đã biết, ở lớp 10 các em đã được học, ở cấp độ cơ thể, đồng hóa là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản. Còn dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản. Thì ở cấp độ hệ sinh thái, đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời, được thực hiện bởi sinh vật tự dưỡng.
Còn dị hóa là quá trình phân giải các sắc hữu cơ được thực hiện bởi các sinh vật phân giải. Vì vậy mà hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống. Vậy các em quan sát ví dụ sau và cho cô biết đâu là hệ sinh thái. Giọt nước ao, bể cá cảnh, giọt nước cắt và trái đất. Muốn biết đâu là một hệ sinh thái thì các em luôn nhớ rằng bất kỳ một sự gắn kết nào giữa các sinh vật với các nhân tố sinh thái của môi trường tạo thành một cái hệ thống sinh học hoàn chỉnh, dù là ở mức độ đơn giản nhất thì cũng được xem là hệ sinh thái. Như vậy, trong ví dụ này, chúng ta thấy giọt nước ao, bể cá cảnh và trái đất đều có sự tương tác giữa quần xã sinh vật với môi trường, cho nên nó được xem là hệ sinh thái. Riêng giọt nước cắt không có sự tồn tại của sinh vật, cho nên nó không được xem là hệ sinh thái. Vậy, qua ví dụ này, chúng ta có nhận xét gì về kích thước của hệ sinh thái? Chúng ta thấy kích thước của hệ sinh thái rất đa dạng, từ giọt nước ao đến bể cá cảnh, và hệ sinh thái lớn nhất đó chính là trái đất. Ngoài các hệ sinh thái này, các em cùng quan sát thêm một số hệ sinh thái sau ở trên trái đất. Đây là hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái rừng lá rộng hỗn tạp, hệ sinh thái ruộng bậc thang, hệ sinh thái đồng ruộng, hệ sinh thái nước mặn, vân vân. Vậy hệ sinh thái được cấu trúc từ những thành phần nào? Chúng ta sang nội dung 25 mã. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái. Như cô nói khi nãy, hệ sinh thái gồm có hai thành phần, đó là quần xã sinh vật và sinh cảnh. Thì sinh cảnh người ta gọi đây là thành phần vô sinh, còn quần xã sinh vật là thành phần hữu sinh. Thành phần vô sinh thì gồm các chất vô cơ như là oxy, CO2, nước. Các chất hữu cơ như protein, lipid, vân vân. Và các yếu tố khí hậu như là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, vân vân. Về thành phần hữu sinh thì gồm có thực vật. Nó là những sinh vật có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời, cho nên gọi nó là sinh vật sản xuất. Động vật không có khả năng này, cho nên được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ. Trong sơ đồ này, chúng ta thấy thỏ là động vật ăn thực vật, còn hổ là động vật ăn động vật. Và khi những cái sinh vật này chết đi, thì được các cái loại nấm, vi khuẩn phân giải, thì người ta gọi đây là sinh vật phân giải. Như vậy, thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Sinh vật sản xuất thì thực vật là chủ yếu và một số vi sinh vật tự dưỡng như vi khuẩn lam, vân vân. Sinh vật tiêu thụ thì gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật. Sinh vật phân giải thì gồm chủ yếu là các vi khuẩn, nấm và một số loài động vật không sinh sống, ví dụ như là dung đất, vân vân. Vậy thì quá trình trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng sang nội dung thứ 35 mã. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật. Nội dung này tương ứng với mục 1 của bài 43 trong sách giáo khoa. Như cô nói khi nãy, quan hệ khác loài trong quần xã sinh vật chủ yếu là quan hệ về mặt dinh dưỡng. Thực vật, nó là thức ăn của thỏ. Thỏ là thức ăn của hổ. Như vậy, lúc này nó tạo thành một dải các cái loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Người ta gọi đây là chuỗi thức ăn. Vậy, chuỗi thức ăn là gì? Chuỗi thức ăn là một dải các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng. Trong đó, loài này ăn loài khác ở phía trước và là thức ăn của loài tiếp theo phía sau. Ngoài ví dụ này, các em cùng quan sát thêm một số ví dụ sau. Ngô là thức ăn của chuột, chuột là thức ăn của cấu,
Cà rốt là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo, cáo là thức ăn của sư tử. Cỏ là thức ăn của châu chấu là thức ăn của ếch, ếch là thức ăn của rắn, rắn là thức ăn của đại bàng. Vâng vâng, vậy thì các em quan sát ví dụ sau và cho cô biết đây có phải là một chuỗi thức ăn không? Đây cũng là một chuỗi thức ăn, bởi vì nó là một dải gồm các sinh vật có quan hệ về mặt dinh dưỡng với nhau. Dung ăn nguồn bã hữu cơ là thức ăn của tôm, và tôm là thức ăn của người. Vậy, hai chuỗi thức ăn này khác nhau ở điểm nào? Hai chuỗi thức ăn này khác nhau về số lượng loài. Và cái điểm khác nhau thứ hai cô muốn đề cập ở đây, đó là ở sinh vật khởi đào. Trong chuỗi thức ăn thứ nhất, khởi đào bằng sinh vật là dung, ăn nguồn bã hữu cơ. Còn ở chuỗi thức ăn thứ hai, bắt đầu từ cà rốt là sinh vật tự dưỡng. Như vậy, chúng ta thấy có hai loại chuỗi thức ăn. Đó là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn nguồn bã hữu cơ và chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng. Trong hai chuỗi thức ăn này, thì chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn nguồn bã hữu cơ là hệ quả của chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng. Hai chuỗi thức ăn này tồn tại đồng thời, song tùy lúc, tùy nơi mà chuỗi thức ăn này hay chuỗi thức ăn kia chiếm ưu thế. Cụ thể, khi điều kiện môi trường thuận lợi, thì chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng chiếm ưu thế. Nhưng khi điều kiện môi trường không thuận lợi, thì chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn nguồn bã hữu cơ chiếm ưu thế. Vậy, các em quan sát ví dụ sau, mô tả về một quần xã sinh vật rừng gồm có các loài sao. Thông. Trên cây thông thì lại có nấu thông. Sáng táo, chim gõ kiến, diều hâu. Đây là cây sồi. Trên cây sồi thì có quả sồi, chuột, trang, thàng lằn. Hãy thiết lập các cái chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất có trong quần xã sinh vật này. Như vậy, cô có thể thiết lập các chuỗi thức ăn như sau. Thứ nhất, thông là thức ăn của sáng táp. Sáng táp là thức ăn của thằng làng. Thằng làng là thức ăn của trang. Thứ hai, thông là thức ăn của sáng táp. Sáng táp là thức ăn của chim gõ kiến. Chim gõ kiến là thức ăn của diều hâu. Thứ ba, thông là thức ăn của sáng táp. Sáng táp là thức ăn của chim gõ kiến. Và chim gõ kiến là thức ăn của trang. Thứ tư, sồi là thức ăn của chuột, chuột là thức ăn của trang. Thứ năm, sồi là thức ăn của chuột và chuột là thức ăn của diều hâu. Vậy, qua năm chuỗi thức ăn này, chúng ta có nhận xét gì? Qua năm chuỗi thức ăn này, chúng ta thấy có những loài nó tham gia đồng thời vào nhiều chuỗi thức ăn. Ví dụ như là sáng táp, chim gõ kiến, diều hâu, trang, chuột. Như vậy cô có thể thiết lập thành một cái mạng lưới như sau. Trong đó chuột, sáng táp, trang, chim gõ kiến và diều hâu nó tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn, cho nên đây là những mắt xích chung. Và những chuỗi thức ăn có các mắt xích chung này thì được gọi là lưới thức ăn. Vậy lưới thức ăn là gì? Lưới thức ăn là tập hợp các cái chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái có những mắt xích chung. Vậy lưới thức ăn nó đơn giản hay phức tạp là tùy thuộc vào đâu? Lưới thức ăn đơn giản hay phức tạp là tùy thuộc vào thành phần loài có trong quần xã sinh vật. Hay nói cách khác, quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. Mà thành phần loài thì là tùy thuộc vào điều kiện của môi trường sống và trạng thái của quần xã. Như vậy, khi đi từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ, thì thành phần loài càng đa dạng, cho nên lưới thức ăn càng phức tạp.
Quần xã trưởng thành thì có lưới thức ăn phức tạp hơn so với quần xã trẻ hay là quần xã bị suy thoái. Quay trở lại, ví dụ khi nãy, các em cho cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu như trong quần xã rừng này không còn sự tồn tại của Trang, ví dụ như do con người chúng ta săn bắt quá mức chẳng hạn. Như vậy, nếu như Trang không còn nữa, thì dẫn đến những thức ăn của Trang, cô lấy ví dụ như là chuột, nó sẽ tan lây. Chuột tan lây thì những cái loài thực vật là thức ăn của chuột nó sẽ giảm xuống. Và điều đó nó sẽ dẫn đến hậu quả là gây mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng đến môi trường. Vậy, đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn và lưới thức ăn đó là gì? Đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn và lưới thức ăn đó chính là bậc dinh dưỡng. Vậy bậc dinh dưỡng là gì? Bậc dinh dưỡng là những loài cùng mức năng lượng và sử dụng thức ăn cùng mức năng lượng trong lưới thức ăn hoặc chuỗi thức ăn. Vậy bậc dinh dưỡng được xác định như thế nào? Chúng ta lần lượt xét các ví dụ sau. Trong chuỗi thức ăn này, chúng ta thấy cây thông là thuộc sinh vật sản xuất. Sáng táo, chim gõ kiến, diều hâu là những động vật, cho nên nó thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ. Trong đó sáng táo ăn thông, như vậy sáng táo được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 1. Chim gõ kiến được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 2. Diều hâu được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 3. Như vậy, tập hợp những sinh vật sản xuất có cùng mức năng lượng trong một cái hệ sinh thái thì được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1. Và bậc dinh dưỡng cấp 1 chính là sinh vật sản xuất, gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường. Sáng tác thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1. Như vậy, tập hợp các sinh vật tiêu thụ bậc 1 này sử dụng thức ăn cùng mức năng lượng thì được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2. Như vậy, bậc dinh dưỡng cấp 2 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 1, gồm các cái động vật ăn sinh vật sản xuất. Chim gõ kiến thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 2. Như vậy, tập hợp các cái sinh vật tiêu thụ bậc 2 này sử dụng thức ăn có cùng mức năng lượng thì được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3. Vậy bậc dinh dưỡng cấp 3 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 2, gồm các cái loài động vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1. Tương tự như vậy, diều hâu sẽ thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 3. Tập hợp các cái sinh vật tiêu thụ bậc 3 này, nó sử dụng thức ăn có cùng mức năng lượng thì được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 4. Như vậy, bậc dinh dưỡng cấp 4 gồm các cái động vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 2. Vân vân. Và bậc dinh dưỡng cấp N chính là sinh vật tiêu thụ bậc N-1. Vậy trong lưới thức ăn thì bậc dinh dưỡng được xác định như thế nào? Các em cùng quan sát lưới thức ăn sau. Trong lưới thức ăn này, cỏ là sinh vật sản xuất. Như vậy, cỏ sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1. Châu chấu, kiến ăn cỏ. Như vậy, châu chấu, kiến sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. Chuột, ếch sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Rắn sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4. Riêng đối với diều hâu, nếu ở chuỗi thức ăn cỏ, châu chấu, chuột, diều hâu hoặc cỏ, kiến, chuột, diều hâu thì diều hâu thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4. Nhưng nếu ở chuỗi thức ăn cỏ, kiến, ếch, rắn, diều hâu hoặc cỏ, kiến, chuột, rắn, diều hâu thì diều hâu lại thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5. Như vậy, trong lưới thức ăn này, diều hâu có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4, cũng có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5. Vậy qua hai ví dụ này, chúng ta có nhận xét gì về bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn và lưới thức ăn? Chúng ta thấy, trong chuỗi thức ăn thì mỗi loài là một bậc dinh dưỡng. Còn trong lưới thức ăn thì mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài 42 và bài 43.
Để giúp các em khắc sao thêm kiến thức, cô cùng các em trả lời một số câu hỏi sau. Câu 1. Thành phần nào sau đây thuộc thành phần vô sinh của hệ sinh thái? A. Ánh sáng, nước, vi sinh vật. B. Đất, nhiệt độ, xác thực vật. C. Xác thực vật, động vật ăn thực vật. D. Động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật. Như vậy, câu hỏi này người ta hỏi về thành phần vô sinh. Mà trong thành phần vô sinh thì không có sinh vật. Như vậy chúng ta loại đi đáp án A, C và D. Đáp án đúng của câu này là B. Đất, nhiệt độ, xác thực vật. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Câu hỏi này thuộc đề tham khảo 2020. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng? A. Thực vật. B. Nấm hộ sinh. C. Vi khuẩn phân giải. D. Dung đất. Như vậy, sinh vật tự dưỡng là những sinh vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ vào năng lượng ánh sáng mặt trời. Vậy trong bốn nhóm sinh vật này, chỉ có thực vật có khả năng đó. Như vậy đáp án của câu này là đáp án A. Câu số 3 cũng thuộc đề tham khảo 2020. Trong một chuỗi thức ăn mở đào bằng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. B. Sinh vật sản xuất. C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. D. Sinh vật tiêu thụ bậc 3. Như khi nãy cô nói, bậc dinh dưỡng cấp 2 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Vậy đáp án của câu này là đáp án A. Câu số 4 thuộc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Cho chủ thức ăn, cây ngô, sao ăn lá ngô, nhái, rán hổ mang, diều hao. Trong chủ thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất? A. Cây ngô. B. Nhái. C. Diều hao. D. Sao ăn lá ngô. Như vậy chúng ta lần lượt xác định các cái bậc dinh dưỡng có trong chuỗi thức ăn này. Cây ngô sẽ là thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1. Sao ăn lá ngô thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. Nhái thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Rán hổ mang thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4. Và diều hao thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5. Như vậy, diều hao là thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất. Đáp án của câu này là C. Câu số 5. Câu này cũng thuộc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Cho chủ thức ăn, tảo lục đơn bào, tôm, cá rô, chim bói cá. Khi nói về chủ thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 1. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chủ thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh. 2. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học. 3. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau. 4. Sự tăng giảm số lượng của tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng giảm số lượng của cá rô. Phương án A, 4 ý đúng. Phương án B, 3 ý đúng. Phương án C, 2 ý đúng. Phương án D, 1 ý đúng. Như vậy chúng ta lần lượt phân tích từng ý. Ý 1. Quan hệ sinh thái giữa các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh. Ý này sai. Vì là quan hệ giữa các loài trong chuỗi thức ăn này là quan hệ giữa sinh vật này ăn sinh vật khác. Ý 2. Quan hệ giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học. Ý này đúng. Vì cá rô là thức ăn của chim bói cá. Khi số lượng cá rô tăng thì dẫn đến số lượng chim bói cá tăng. Nhưng khi số lượng chim bói cá tăng thì sẽ dẫn đến số lượng của cá rô giảm. Đây chính là hiện tượng khống chế sinh học. Ý 3. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau. Ý này đúng. Bởi vì tôm là thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2, cá rô là thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3, chim bói cá là thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4. Ý 4. Sự tăng giảm số lượng của tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng giảm số lượng của cá rô. Ý này đúng. Bởi vì tôm là thức ăn của cá rô. Như vậy, trong câu hỏi này, chúng ta thấy có 3 ý đúng. Đáp án của câu này là B. Câu số 6.
cao đẳng thuộc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên. 1. Lưới thức ăn này có tối đa 5 bậc dinh dưỡng. 2. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. 3. Quan hệ giữa đại bàng và rắn là quan hệ đối kháng. 4. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng? A. 2 ý đúng. B. 4 ý đúng. C. 3 ý đúng. Và D. 1 ý đúng. Trước hết, chúng ta cùng xác định bậc dinh dưỡng của các loài có trong lưới thức ăn này. Như vậy, trong lưới thức ăn này thì thực vật nó sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1. Sao ăn lá, sáng tác, chuột và sáp ăn thực vật, cho nên nó thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. Chim sao, chim gõ kiến, rắn và cú mèo thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Đại bàng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4. Như vậy, trong lưới thức ăn này có tối đa 4 bậc dinh dưỡng. Vậy thì ý 1 này là sai. Ý 2, cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Ý này sai. Bởi vì cú mèo thì thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Mà bậc dinh dưỡng cấp 3 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Các em rất là dễ nhầm ý này. Ý 3, quan hệ giữa đại bàng và rắn là quan hệ đối kháng. Đúng. Bởi vì rắn là thức ăn của đại bàng. Ý 4, có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Như vậy, chúng ta quan sát trên lưới thức ăn này thì có tối đa là 4 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. Như vậy, ý này sai. Vậy thì ở câu này chúng ta chỉ có một ý đúng. Và đáp án của câu này là đáp án D. Qua nội dung của bài học hôm nay, chúng ta thấy các cái loài sinh vật trong hệ sinh thái có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau và với môi trường sống. Điều này nó có ý nghĩa đảm bảo được cân bằng sinh thái và sự phát triển bền vững của các loài sinh vật, trong đó có con người. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sống của mình, con người còn có những tác động ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Ví dụ như khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên, chặt phá rừng bừa bãi, những cái hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, rồi những cái hoạt động gây ra cháy rừng, vân vân. Những hoạt động này đã làm chết đi nhiều loài sinh vật, làm mất đi nguồn thức ăn, nơi ở của nhiều loài động vật. Và điều này nó sẽ dẫn đến mất cân bằng sinh thái và giảm đi sự đa dạng sinh học. Vì vậy, qua bài học hôm nay, cô muốn gửi đến các em một thông điệp. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học để giữ cho trái đất của chúng ta mãi mãi tươi xanh, trong lành và bền vững. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.